Chào anh em, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tạo ra một cái thiết bị tracking mà chúng ta sẽ không cần wifi, không cần 4G hay là một cái module GPS nào hết. Chỉ cần một chiếc ESP32 như thế này, chúng ta gắn thêm pin và gắn thêm sạc pin như thế này là chúng ta có thể tracking được như mình đang làm ở đây. Đó, rất là hay, hiện tại mình đang di chuyển. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra một cái thiết bị tracking như thế này nhé. Đầu tiên các bạn sẽ dùng tài khoản Google để đăng nhập vào cái trang fm.hsit.com nhé. Thì các bạn sẽ click vào Google này, đăng nhập tài khoản Google này. Rồi tiếp đến các bạn sẽ có sẵn một cái key là My Key ở đây. Thì các bạn sẽ click vào Edit. Chúng ta sẽ tải cái key về. Rồi, mình sẽ tải key về. Rồi để flash được cái ESP32 ấy, thì các bạn sẽ dùng cái phần mềm là Flash Download Tool. Thì cái phần mềm này mình đã up lên trên GitHub của kênh Tài Máy rồi. Thì các bạn sẽ tải về. Chỉ trong file tải về thì sẽ có thư mục bin như này. Thì trong thư mục bin nó sẽ có đầy đủ các file bootloader, file firmware và file partition table. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ mở phần mềm lên này. Rồi chúng ta chọn chip type là ESP32. Rồi ok. Thì trong này mình sẽ nhập vào các file vừa rồi ở địa chỉ là bootloader, ở địa chỉ là 0x1000, partition table là địa chỉ 0x8000, còn cái key thì các bạn sẽ lấy cái key vừa download về đấy, key thì cái địa key sẽ ở địa chỉ là 0xe000, cái firmware open hay stack là ở địa chỉ là 0x10000, thì cái này là viết theo dạng hex size nhá. Thì tiếp đến là mình sẽ chọn đúng cái cổng com port mà mình đang gắn cái ESP32 vào. Đây mình đang là com 7. Rồi mình sẽ để baud rate mặc định là 115.200. Rồi mình sẽ bấm start để nó flash cái firmware lên. Sau khi mình flash firmware xong ấy, thì chúng ta sẽ khởi động lại cái ESP32 và chờ một chút thì nó sẽ bắt đầu gửi cái tọa độ lên và chúng ta sẽ dần thấy tọa độ ở chỗ này. Bây giờ mình sẽ... Sau khoảng 15 phút thì vị trí đã được cập nhật lên rồi. Thì cái tốc độ cập nhật phụ thuộc vào cái khu vực anh em đang ở có nhiều cái iPhone nó đi qua đi lại hay không. Thì nếu càng nhiều iPhone đi qua đi lại thì cái tốc độ cập nhật nó càng nhanh, càng tốt. Thì mình sẽ dừng video hướng dẫn ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.